Thưa quý vị và các bạn, vụ án Vạn Thịnh Phát đã và đang gây chấn động dư luận cả nước khi mà số tiền bị chiếm dụng và thất thoát có thể coi là lớn nhất từ trước cho tới nay. Theo cơ quan điều tra thì bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của ngân hàng SCB với số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Ngoài ra thì bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh là gần 130.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì được thành lập vào năm 1992 thuộc sở hữu của gia đình họ Trương do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch. Doanh nghiệp này hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực khác. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì sở hữu hàng loạt bất động sản có giá trị hàng ngàn tỷ đồng nằm ở các khu đất vàng của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau sự việc bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố với 3 tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản, thì nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng là số phận của những bất động sản vàng mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu sẽ đi về đâu. Thưa quý vị, những bất động sản nổi tiếng mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập có thể kể đến như là tòa nhà Times Square, khách sạn The Riviera Sài Gòn, Thuận Kiều Plaza hay Sài Gòn One Tower. Một đặc điểm chung dễ thấy ở các bất động sản của tập đoàn này là vị trí của chúng đều nằm ở những nơi đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh, trên những khu đất được coi là khu đất vàng, thế nên giá trị có thể lên tới là hàng ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị, dự án bất động sản đầu tiên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tổng hợp ngày hôm nay đó là Sài Gòn One Tower như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. Đây là một trong những dự án bất động sản có vị trí đắc địa ở bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh khi nằm trên khu đất là rộng hơn 6.600 m2 tại góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt có địa chỉ tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh sông Sài Gòn. Tuy nhiên thì dự án này lại có số phận khá là hầm hưu. Sài Gòn One Tower thì được khởi công từ năm 2009 và được dự kiến hoàn thành vào năm 2011 với tổng vốn đầu tư là khoảng 5.000 tỷ đồng vào thời điểm đó dự án bất động sản này do liên doanh công ty cổ phần Sài Gòn One Tower làm chủ đầu tư gồm các cổ đông như là công ty cổ phần MNC, công ty du lịch Sài Gòn Sài Gòn Tourist, ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ngân hàng Đông Á, công ty cổ phần vàng bạc đá quý phú nhuận PNG. Tuy nhiên, khi công trình này hoàn thiện được khoảng 80%, thì dự án bị ngưng thi công trong nhiều năm, nguyên nhân được cho chủ yếu là vấn đề thiếu vốn. Và tới năm 2021 thì công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vivaland, đây là một công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã làm chủ đầu tư mới của dự án bất động sản Sài Gòn One Tower và đổi tên dự án này thành IFC One Sài Gòn. Sau khi được Vivaland mua lại thì dự án bất động sản này được thay lớp kính bên ngoài, khiến người dân kỳ vọng là dự án sẽ hồi sinh sau hơn một thập kỷ, được coi là đã đứng hình và thậm chí thì có giai đoạn Sài Gòn One Tower còn làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản khi có nhiều thông tin cho rằng dự án này sẽ được mở bán với giá lên tới một mức rất là sốc thưa quý vị đó là 1 tỷ đồng trên 1 mét vuông dù cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là phải có kết luận của thanh tra chính phủ mới tiếp tục phát triển dự án. Tuy nhiên sau khi bà Trương Mỹ Lan bị truy tố thì số phận của Sài Gòn One Tower lại tiếp tục rơi vào cảnh long đong và lận đận. Cái tên thứ hai mà chúng tôi muốn uh, chia sẻ tới quý vị và các bạn trong phần tổng hợp ngày hôm nay cũng là một dự án bất động sản vàng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đó chính là tòa nhà Times Square như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. Cũng uh, tọa lạc ở bên cạnh sông Sài Gòn, ngay trung tâm sầm uất của quận 1 thì tòa phức hợp Times Square được xem là một trong những không gian văn phòng cho thuê có thể nói là cao cấp bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 39 tầng bao gồm 6 khách sạn À, có thể nói là để đạt đến cái tiêu chuẩn là 6 sao như là The Riviera Sài Gòn. Hệ thống cửa hàng của Eurasia Concept, 89 căn hộ dịch vụ cao cấp cùng các hệ thống vui chơi và giải trí khác. Tòa nhà Times Square thì có hai mặt tiền rất là thoáng và rộng và hướng ra hai con đường tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai khu vực rất nổi tiếng đó là đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ. Nằm ở những tầng cao nhất của tòa nhà Times Square thì khách sạn The Riviera Sài Gòn từng được đánh giá là một trong những khách sạn đẳng cấp bậc nhất thế giới, là thành viên của Leading Hotel of the World, được khai trương vào tháng 9 năm 2015. Khách sạn này được thiết kế theo phong cách châu Âu, sang trọng với nội thất đắt tiền, với hệ thống là 224 phòng nghỉ, có diện tích từ 43 cho tới 53 m2 và 62 phòng siêu, diện tích từ 63 cho tới 313 m2. Giá thuê phòng ở khách sạn này thì thật sự rất là đắt đỏ thưa quý vị. Nó có giá từ 450 và thậm chí cao nhất có thể lên tới là 15.000 đô la Mỹ trên mỗi đêm. Một bất động sản khác mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn cũng ở trong phần tổng hợp này, đó chính là ngân hàng SCB. Thưa quý vị, ngân hàng SCB thời gian qua cũng là cái tên được nhắc tới rất nhiều về những vụ lùm xùm liên quan đến trái phiếu và bà Trương Mỹ Lan. Và đây cũng là ngân hàng trong hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Tịnh Phát của nữ đại gia họ Trương, đó là bà Trương Mỹ Lan. Tòa nhà trụ sở chính của ngân hàng này, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang thấy ở đây thì khiến cho người ta phải trầm trồ vì nó được coi là nằm ở vị trí cực kỳ đặc điểm. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 thì ngân hàng nhà nước có văn bản chấp thuận cho ngân hàng SCB thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính. Tới nay thì trụ sở chính của ngân hàng này có địa chỉ tại số 19, 21, 23 và 25 thuộc khu vực đường Nguyễn Huệ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và nhà này được đánh giá là một trong những bất động sản có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang sở hữu. Bất động sản thứ tư mà chúng tôi muốn nhắc tới trong phần tổng hợp này thưa quý vị và các bạn, đó chính là một khách sạn hạng sang khác thuộc Vạn Thịnh Phát. Đó chính là khách sạn Windsor Plaza như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. Và đây là khách sạn đầu tiên được xếp hạng 5 sao ở Việt Nam và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn, ví dụ như là hội nghị APEC vào năm 2006. Khách sạn Windsor Plaza có tổng cộng là 25 tầng với 376 phòng, được thiết kế rất là sang trọng với đầy đủ tiện nghi, tích hợp nhiều dịch vụ vui chơi và giải trí khác. Bên cạnh đó thì khách sạn này còn cung cấp là dịch vụ xe đưa đón tận nơi cách mỗi giờ đến các địa điểm tham quan chính ở trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Giá thuê phòng ở khách sạn Windsor Plaza có vẻ là sẽ dễ thở hơn một chút so với những bất động sản vừa rồi mà chúng tôi vừa nhắc tới. Nó sẽ có giá từ 1,8 triệu đồng trên mỗi đêm và đặc biệt nếu như ở một mức giá cao nhất thì cũng chỉ có thể lên tới là 5 triệu đồng cho mỗi đêm. ở bất động sản tiếp theo thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát được coi là nằm tại một khu đất vàng đó chính là khách sạn Thuận Kiều Plaza. À, thưa quý vị và các bạn không chỉ thu hút sự chú ý vì tòa nhà này là của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà Thuận Kiều Plaza còn gây chú ý với những câu chuyện ma mị được đồn thổi ở trong nhiều năm qua. Thuận Kiều Plaza thì nằm trên khu vực đường Hồng Bàng, ngay khu đất vàng của trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, do công ty xây dựng thương mại Sài Gòn 5, hiện nay có tên là Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn Resco và công ty King Harmony Intel Limited thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng xây dựng và khai thác. Vào năm 2015 thì Thuận Kiều Plaza được công ty cổ phần An Đông là một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại và được đổi tên là The Garden Mall. Dự án là một khu cao ốc có tổng diện tích xây dựng 10 hecta, bao gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng với tổng cộng là 648 căn hộ. Và trong gần 30 năm qua thì Thuận Kiều Plaza thường được gắn với lời đồn là ba cây nhang cắm giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh và những câu chuyện ma mị thì được đồn thổi rất là rộng rãi. Tuy nhiên thì các kiến trúc sư lại cho rằng chủ đầu tư thiết kế các căn hộ thì rất là chật trội như những tổ chim thế nên là ngay càng không phù hợp với thị hiếu của những người mua và thực tế thì tòa nhà này càng lúc càng trở nên vắng vẻ và ảm đạm. Một bất động sản khác mà chúng tôi cũng muốn nhắc tới đó là căn biệt thự cổ ở khu vực quận 3 thành phố Hồ Chí Minh như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây. Ngoài những bất động sản hiện đại thì tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn sở hữu cả những căn biệt thự cổ. Vào năm 2015 thì thông qua công ty cổ phần Minerva là một công ty thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã mua lại một căn biệt thự cổ có 3 mặt tiền ở khu vực đường Võ Văn Tần, đường 3 huyện Thanh Quan và đường Nguyễn Thị Diệu thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với giá lên tới là 35 triệu đô la Mỹ tương đương là khoảng 700 tỷ đồng ở thời điểm khi đó thưa quý vị và các bạn, rất lớn. Căn nhà này thì được xây dựng trên khu đất là 2.819 m2 theo kiến trúc Pháp cổ là nhà cấp 2, cấp 3 gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000 m2. Và ngay sau khi mua lại căn biệt thự này thì bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản của nó vào năm 2019. Tuy nhiên sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, thì nhà thầu xây dựng tại khu biệt thự cổ này đã thông báo là đóng cửa công trình và ngưng ngay lập tức mọi hoạt động thi công. Trước đây thì căn biệt thự này có tên là biệt thự Phương Nam do hai người là Đặng Kim Chi sinh năm 1938 và Nguyễn Kim Sa Đăng sinh năm 1934 là chủ sở hữu. Thưa quý vị và các bạn vừa rồi thì chúng ta cũng được nhìn qua một số những bất động sản nằm tọa lạc trên những khu đất vàng thuộc thành phố Hồ Chí Minh được sở hữu bởi tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Một vấn đề được đặt ra lúc này là số phận của những bất động sản này sẽ đi về đâu sau khi mà bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát thì trong quá trình điều tra lực lượng chức năng cho biết là đã phong tỏa kê biên một số lượng tài sản khổng lồ ngoài hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục triệu đô la Mỹ liên quan bị phong tỏa thì cơ quan điều tra cũng kê biên 1.237 bất động sản tại các công ty liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan đồng thời tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng, 1784 photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng thưa quý vị và bạn đó là những số tài sản có thể nói là rất lớn và những thông tin về vụ án Vạn Thịnh Phát chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo ở trên VTC nào. Đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.